Làm việc tại Singapore có cái văn hóa trải thảm ngủ trưa hay không? Làm việc tại Singapore thì có cần phải tới chấm công quẹt thẻ hay không? Đi làm sếp về rồi, nhân viên mới được về có đúng hay không? Đây chỉ là một trong rất rất nhiều những câu hỏi mà mình đặt ra khi mà mình mới chân ướt chân ráo lần đầu tiên làm việc tại Singapore. Và vì là có rất nhiều các cái nét văn hóa khác biệt giữa văn hóa công sở tại Việt Nam, bởi vì mình cũng đã làm tại Việt Nam 5 năm trước khi mà mình sang Singapore, thì mình thấy có rất nhiều các cái điểm khác biệt. Và một trong những cái kỷ niệm mà mình rất rất nhớ khi mà mình lần đầu tiên làm việc tại Singapore, đó là khi mà mình đi ăn với đồng nghiệp là người theo đạo Hồi á. Và bên Sing thì cái số lượng người mà theo đạo Hồi cũng rất là nhiều. Và biết hình như là cũng chiếm đứng thứ hai tại Singapore đấy, sau cái người gốc Hoa. Thì vì là mình không biết mà, cho nên là mình hồn nhiên là mình gọi cái món mà có thịt lợn. Trong một cái nhóm người thì có một anh là đồng nghiệp là người đạo Hồi, thì lúc đó là mình cũng không biết đâu. Nhưng mà sau cái bữa ăn trưa đó với đồng nghiệp thì có một chị người Trung Quốc, chị ấy nói với mình là lẽ ra là mình không nên gọi cái món thịt lợn bởi vì là có đồng nghiệp người đạo Hồi, tức là không nên ăn trước mặt họ, bởi vì người đạo Hồi là họ không ăn thịt lợn, cho nên họ cũng sẽ không muốn nhìn thấy thịt lợn ở trên bàn. Và đấy là một trong những cái kỷ niệm mà mình rất nhớ, vì là mình không biết về cái văn hóa tại đây, cho nên là mình đã có một cái hành động rất là hồn nhiên như vậy. Cho nên là đối với các bạn mà đang có cái ý định cân nhắc là muốn sang Singapore làm việc này, hoặc các bạn mới sang Singapore làm việc chân ướt chân ráo như mình cách đây một vài năm, thì mình nghĩ là việc hiểu được cái văn hóa doanh nghiệp tại Singapore rất là quan trọng. Nó sẽ giúp các bạn tránh bị sốc văn hóa doanh nghiệp là một, với thứ hai nữa cũng sẽ giúp các bạn là đỡ bỡ ngỡ khi mà các bạn lần đầu tiên làm việc tại đây, và ít nhất là cũng sẽ không bị những cái tình huống hồn nhiên ngớ ngẩn như mình khi mà mình lần đầu tiên sang Singapore làm việc. Với các bạn mà lần đầu tiên xem video của mình thì mình là Loan, một cựu du học sinh thạc sĩ tại Singapore. Hiện tại thì mình cũng đang làm việc và sinh sống tại Sing được hơn 7 năm rồi. Và trong video ngày hôm nay thì hãy cùng mình tìm hiểu một số các cái nét văn hóa công sở nhé. Mình sẽ chỉ tập trung vào văn hóa công sở độc đáo tại Singapore mà mình nghĩ là sẽ rất rất là đáng để các bạn lưu ý khi mà các bạn mới sang Singapore làm việc, hoặc các bạn đang có ý định sang Singapore làm việc nhé. Let's go! Đầu tiên thì mình thấy là tại Singapore thì cũng như là cái văn hóa sinh sống, thì cái văn hóa công sở ở đây nó cũng sẽ là một cái sự giao thoa nhé. Mình thấy là một sự giao thoa giữa văn hóa phương Đông và phương Tây. Tức là các bạn sẽ thấy là cái lực lượng lao động tại Singapore họ sẽ không chỉ có người bản địa, tức là người gốc Sinh đâu, mà 40% những người dân mà đang sinh sống tại Singapore là người nước ngoài. Và người nước ngoài thì họ không chỉ đến từ các nước quanh Singapore như là Việt Nam, Thái Lan, Philippines hay Indo, mà còn đến từ các nước châu Âu, châu Mỹ hay là thậm chí cả châu Phi nữa. Cho nên nó sẽ là một cái sự giao thoa giữa các cái nền văn hóa khác nhau. Đó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái văn hóa doanh nghiệp hay là cái văn hóa công sở khi mà làm việc tại Singapore. Mình thì cũng có may mắn là được làm việc tại một số các công ty tại Sing. So far thì mình chưa làm việc cho công ty nào mà là thuần Sing nhá. Mình chỉ làm việc cho các công ty mà là có trụ sở chính tại châu Âu hoặc là châu Mỹ, và họ có cái chi nhánh tại Singapore. Tuy nhiên là mình cũng làm việc với rất nhiều người Sing này, sếp là người Sing, cũng như là sếp mà là người châu Âu hoặc sếp là người châu Mỹ. Thì mình nhận thấy là đối với các công ty mà nếu mà là thuần Sing nhá, hoặc những công ty mà có cái sếp là người Sing á, thì mình thấy là cái nét văn hóa nó cũng khá tương tự với các cái quốc gia châu Á khác, ví dụ như là Nhật, Hàn hay là Trung, thậm chí là Việt Nam ở một số nét. Ví dụ như là nếu mà sếp là người Sing thì mình thấy sếp là người cũng rất là chăm, thường làm việc về rất là muộn hoặc làm thêm giờ OT đấy, overtime. Còn đối với các cái công ty mà mình làm mà sếp mà là người Âu hoặc là người Mỹ, văn hóa làm việc của họ rất là, mình thấy khá là chill ấy. Họ thì thường sẽ tập trung nhiều vào cái phần gọi là kết quả, hiệu quả trong công việc. Còn thời gian thì họ, mình thấy họ không thực sự là quá quan trọng đâu. Mình vẫn nhớ là mình có một anh đồng nghiệp người Úc, 5 giờ chiều là bọn mình kết hết giờ làm việc, thì chỉ khoảng tầm 4 giờ 30 là anh đã khăn gói quả nước anh đi về rồi. Sếp của anh là người Sinh gốc Hoa đấy, anh cũng không cần quan tâm xem là sếp đã về hay chưa, mà anh cứ đến giờ là anh đã đi về rồi. Ngoài ra thì mình thấy là thường những cái sếp mà là người Trung, cái này thì tất nhiên nó cũng sẽ tùy cái style, cái phong cách của mỗi người. Nhưng nếu mà sếp mà là người châu Á thì thường hay có cái xu hướng đó là micromanage, tức là khá là tiểu tiết. Ví dụ như là họp giờ giấc, họp ví dụ mỗi tuần hay mỗi ngày sẽ phải họp rồi báo cáo, khá là tiểu tiết và chỉn chu đấy. Nhưng đối với sếp mà là người châu Âu hoặc châu Mỹ mà mình làm việc cùng á, thì mình thấy là họ không có cái xu hướng micromanage. Họ khá là thoải mái trong làm việc, miễn là bạn deliver được result, tức là bạn
perform, bạn có được cái thành quả hiệu quả trong công việc là ok. Thứ hai nữa là về cái giờ giấc làm việc tại Singapore, thì đại đa số trong những công ty mình làm việc thì trước Covid nha, là họ sẽ có cái khung giờ là thường là từ 9 giờ sáng cho tới 6 giờ tối, đấy là khung giờ làm việc, và họ sẽ chỉ làm từ thứ hai đến thứ sáu thôi, tức là một tuần sẽ làm 5 buổi. Cái này rất khác so với ngày trước mình làm tại Việt Nam là mình còn phải làm đến tận cả ngày thứ bảy nữa cơ. Cái này thì là trong cái môi trường văn phòng công sở nhá. Còn theo mình biết là một số bạn nếu mà làm việc trong những cái lĩnh vực ví dụ như là bên dịch vụ này, bên nhà hàng hay khách sạn, thì chắc chắn là các bạn cũng sẽ phải làm cuối tuần hoặc làm theo ca, theo kíp, thì cái này nó sẽ tùy từng cả lĩnh vực nữa. Còn từ khi mà Covid diễn ra thì mình thấy là cái hình thức làm việc trong các công ty tại Sing thì mình thấy họ đã rất là flexible, tức là linh hoạt hơn rất là nhiều rồi. Thậm chí theo mình biết là có rất nhiều công ty bây giờ sau khi Covid diễn ra nhé, là họ sẽ có cái hình thức là hybrid working model, tức là có thể là 2 buổi work from home, 3 buổi tới văn phòng làm việc, hoặc là ngược lại. Một số công ty là vẫn duy trì là có hình thức là fully remote nha. Cái này thì mình thấy là nó thực sự rất là linh hoạt. Nhưng mà cái số lượng công ty tại Sing mà bây giờ cho fully remote thì là không nhiều đâu, chỉ có một số ít thôi. Mình thấy là thậm chí Bộ Lao động, Bộ Singapore, Ministry of Manpower mới tháng 4 vừa rồi nha, họ còn đưa ra một cái thông báo là tất cả các cái công ty tại Singapore sẽ phải có một cái phương án, cái option cho phép nhân viên được cái quyền lựa chọn hình thức làm việc linh hoạt. Tức là đấy sẽ là một yêu cầu và công ty sẽ phải đưa ra cái option này cho nhân viên. Và cái này nó sẽ bắt đầu áp dụng từ tháng 12 năm 2024 này. Thì mình thấy là kể cả bên bộ nguồn nhân lực là họ cũng đã đưa ra rất nhiều các cái chính sách để làm sao có được cái giờ giấc làm việc linh hoạt đối với cái người lao động khi mà làm việc tại thị trường Singapore này. Thứ ba, làm việc tại Singapore có cần phải quẹt thẻ chấm công hay không? Thực ra thì mình chưa từng làm việc trong cái lĩnh vực dịch vụ nhà hàng, thì cái này mình cũng không rõ lắm đâu. Nhưng mà đối với những cái công việc mà mình đã làm trong cái mảng văn phòng ấy, thì mình thấy là không hề có cái phần quẹt thẻ chấm công. Bởi vì ngày trước mình làm Việt Nam á, ví dụ 8 giờ bắt đầu làm việc, phải trước 8 giờ bạn phải quẹt thẻ. Nếu mà bạn quẹt thẻ sau 8 giờ sáng thì nghĩa là có thể là bạn sẽ không được tính công ngày đó. Còn tại Sing thì mình thấy thứ nhất là họ không có cái hình thức là quẹt thẻ chấm công là một. Với thứ hai là mình thấy họ cũng khá là linh hoạt trong giờ giấc. Ví dụ như trong những công ty mà mình làm thường 9 giờ họ bắt đầu giờ làm việc đúng không? Thì tầm khoảng 9 giờ 10 hoặc 9 giờ 15 mình tới vẫn không vấn đề gì. Sếp cũng không nói gì đâu. Cái này nó cũng khá là thoải mái. Bởi vì họ cũng sẽ tập trung vào cái hiệu suất, hiệu quả mà công việc mà bạn làm. Còn về cái thời gian kết thúc, ví dụ nếu bạn làm việc xong sớm thì bạn cũng hoàn toàn có thể về sớm hơn so với cái thời gian. Cũng không nhất thiết là bạn sẽ phải làm theo cái thời gian quy định bạn mới về được. Thì cái này nó cũng hoàn toàn phụ thuộc vào cái công việc mà bạn làm nữa. Chứ cũng không phải là áp dụng cho tất cả các cái công việc tại Singapore. Ngoài ra thì mình thấy là cái quan niệm sếp về rồi nhân viên mới được về nha, cái này rất là phổ biến tại Việt Nam, nhưng ở Sing thì mình thấy không có cái quan niệm này đâu. Bởi vì những cái công ty mà mình làm á, thì cũng không là quá quan trọng xem là phải ngồi đợi hết giờ làm việc rồi mình sẽ phải ngồi đợi xem là sếp đã về hay chưa. Mà nếu như mình làm xong hết cái phần công việc của mình rồi, mình hoàn toàn có thể về trước, sếp về sau cũng không có vấn đề gì cả. Hay là thậm chí là kể cả những lúc mà mình kiểu như là mới vào một cái công ty, tức là sẽ bao giờ cũng sẽ có cái thời gian thử việc đúng không? Thường trong thời gian thử việc mọi người cũng sẽ muốn tạo một cái ấn tượng tốt nhất đối với sếp có thể, bao giờ cũng sẽ là muốn thể hiện là mình là một người rất là serious, chăm chỉ, hardworking. Tuy nhiên là cũng không tới cái mức là phải ngồi đợi xem sếp về rồi nhân viên mới được về. Vì mình thấy là ở bên Sing cái văn hóa họ cũng khá là thoải mái trong cái văn hóa công sở, và cái giờ giấc làm việc nó cũng khá là linh hoạt. Như mình có nói đấy, mình có cái anh đồng nghiệp người Úc đấy, cứ tầm 4 giờ rưỡi là anh đấy đã khăn gói quả mướp về rồi. Mà sếp của anh đấy là người Sing gốc Hoa nhá, nhưng anh ấy cũng không cần quan tâm xem là sếp về lúc nào, cứ xong việc của anh đấy tầm 4 rưỡi là anh đấy đã bắt đầu đi về để anh đấy đi tập thể dục, đi tập gym rồi đấy. Thứ năm nữa là làm việc tại Singapore thì có cái văn hóa ngủ trưa hay không. Mình thì đã từng làm Việt Nam thì mình thấy cái văn hóa ngủ trưa là ở Việt Nam rất là phổ biến. Ví dụ như là thường dân văn phòng công sở là ví dụ đi ăn trưa 5 phút đến 1 tiếng, sau đó là về sẽ trải thảm ngủ tầm 30 phút, và khi mà ngủ thì toàn bộ văn phòng sẽ là tắt hết điện đúng không, để cho mọi người có thể yên tĩnh được. Tuy nhiên ở Sing thì mình thấy không hề có cái văn hóa ngủ trưa này, ít nhất là trong những cái công ty mà mình làm việc. Thường dân văn phòng công sở ở bên đây họ sẽ chỉ có 1 tiếng để đi ăn trưa thôi các bạn ạ. Thì trong 1 tiếng đó là họ sẽ dành khoảng tầm 30 đến 45 phút để đi ra ngoài ăn, sau đó còn 15 phút còn lại là họ sẽ mua đồ uống, ví dụ cà phê hay là trà sữa, họ mang về take away đến văn phòng và họ ngồi chỉ nghỉ khoảng 5 đến 10 phút để bắt đầu công việc mới. Và ở Sing cũng sẽ không có cái thói quen là cứ đến giờ nghỉ trưa là họ sẽ tắt điện để cho mọi người đi ngủ đâu. Mình có nói đấy, tại Sing ấy thì đồng nghiệp là đều đến từ các cái quốc gia khác nhau, cho nên là sẽ có rất nhiều các cái nền văn hóa, chủng tộc, đa văn hóa khác nhau. Cho nên là mình thấy là rất khác đúng không? Cái này sẽ rất khác với ở Việt Nam. Ví dụ ngày trước mình làm Việt Nam thì sẽ chỉ có một chủng tộc duy nhất, đó là người Kinh thôi.
và mình đều quen thuộc với cái văn hóa của người Kinh vì mình là người bản địa. Tuy nhiên sang Sinh thì họ sẽ mỗi một cái người gốc khác nhau, họ sẽ có một cái chủng tộc và văn hóa khác nhau. Ví dụ người Mã Lai sẽ có một cái văn hóa khác, người Ấn nhá, là các bạn họ đi ăn, họ hay ăn bốc này, đấy cũng sẽ là một cái văn hóa mà các bạn cũng sẽ cần phải biết. Hoặc người Đạo Hồi họ sẽ không ăn thịt lợn, như mình có chia sẻ cái ví dụ ban đầu đấy. Vì nếu mà các bạn biết trước rồi thì khi mà đi ăn với đồng nghiệp là người Đạo Hồi thì các bạn nên tránh, đừng order thịt lợn ra, vì như vậy là kiểu không tôn trọng họ, các bạn nên hình dung không, bởi vì họ không ăn thịt lợn, họ cũng không muốn nhìn thấy thịt lợn trên bàn ăn, bởi vì theo quan niệm của người Đạo Hồi ấy, thì thịt lợn là cái rất bẩn, và người Đạo Hồi người ta cũng không thích cả chó nữa vì họ quan niệm là chó cũng rất là bẩn đó. Thì cái này mình nghĩ là nó mỗi một cái văn hóa chủng tộc thì họ sẽ có cái quan niệm khác nhau, miễn là mình biết để mình thể hiện được sự tôn trọng đồng nghiệp là ok. Khi mà một cái môi trường nó có đa dạng chủng tộc văn hóa như vậy thì các bạn sẽ thấy là thường họ cũng sẽ không quan tâm là ngoại hình của bạn cao, đẹp, béo, xấu như thế nào đâu. Mình thấy là nó rất là thoải mái. Đây là cái mà mình rất thích ở Singapore. Vì mình nhớ là ví dụ khi mà làm Việt Nam thì bao giờ cũng sẽ bàn tán xúm xó là chê, khen. Ủa hôm nay bạn này mặc cái này đẹp thế, hôm qua bạn kia mặc cái kia xấu thế. Tức là mình sẽ hay có cái văn hóa là ngồi lê đi bàn tán. Nhưng mà ở Sing thì thường họ sẽ không bao giờ đề cập hay là nói chuyện về ngoại hình của người khác. Thì cái này là một cái mà mình thấy là nó rất là fair play khi mà làm việc tại Singapore. Và một cái phần mà mình thấy là nó cũng khá là hay, đó là ở Singapore thì có cái văn hóa chính trị công sở hay không, tức là office politics hay không. Thì cái này mình nghĩ là môi trường làm việc ở đâu cũng vậy, dù là bạn làm ở Sing hay là ở Việt Nam thì theo mình thấy nha, cũng sẽ có ít hay nhiều cái văn hóa công sở chính trị. Cái này chắc chắn là có, nhưng nó sẽ là ở cái cấp độ ít hay nhiều mà thôi. Thì theo mình thấy ở Singapore, trong những công ty mình làm việc rất là may, bởi vì mình hay làm cho những công ty mà họ là công ty đa quốc gia và trụ sở ở nước ngoài, chứ họ không đặt trụ sở tại Sing. Cho nên ở Sing họ sẽ chỉ là một cái văn phòng đại diện, nó không là quá to, cho nên họ cũng sẽ đa dạng các cái chủng tộc khác nhau. Cho nên là mình so far là mình không thấy là có những cái văn hóa chính trị tại Sing. Tuy nhiên một số bạn bè của mình mà làm ở những công ty, kể cả công ty nước ngoài nhưng mà có văn phòng rất lớn ở Singapore, thì bạn cũng chia sẻ là cũng sẽ có cái trường hợp là bè phái, nhưng cái cấp độ nó không đến cái mức là quá là rõ ràng như ở Việt Nam. Đối với cá nhân mình thì dù là có công ty có chia bè phái hay không thì mình nghĩ cái quan trọng nhất khi mà các bạn làm việc ở Sing đó là cũng là hiệu quả công việc. Miễn là bạn hoàn thành tốt cái công việc của bạn, bạn deliver được cái results, thì dù bạn ở cho cái phe phái nào đi chăng nữa thì bạn cũng sẽ có một cái vị thế nhất định ở trong công ty. Còn nếu trường hợp như các bạn mà muốn thăng chức, đúng không, có promotion ấy, thì mình nghĩ là cái này các bạn sẽ phải do a lot more. Bởi vì để được thăng chức ở Sing ấy, thì mình nghĩ là nó sẽ không chỉ phụ thuộc vào cái thành tích công việc của bạn đâu. Cái đấy nó sẽ chỉ là một phần lớn, nhưng ngoài ra nó còn phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố khác. Ví dụ như là mối quan hệ của bạn với các cái bộ phận phòng ban khác trong công ty là như thế nào, bạn có cái exposure tốt hay không, thì đấy là cái phần mà các bạn cũng sẽ cần phải lưu ý nếu như mà các bạn thực sự là muốn có được những cái promotion trong công việc khi mà các bạn làm việc tại Singapore. Đối với cá nhân mình, sau khi mà một thời gian làm việc ở đây thì mình quan sát, mình thấy nhá, đối với nếu mà sếp mà là người châu Á thì thường họ sẽ hay có cái xu hướng là họ rất quý và quý trọng cái nhân viên mà họ làm việc hardworking. Tức là bạn sẽ chỉ cần thể hiện bạn là người rất là chăm chỉ, bạn hay làm thêm giờ, thì các cái sếp châu Á nhá là họ sẽ rất thích đối với những nhân viên ưu tú dạng như thế này. Tuy nhiên là cái này nó sẽ rất khác đối với nếu mà sếp của bạn là người Mỹ, sếp của bạn là người Úc, hay sếp của bạn mà là người châu Âu ấy, thì thường mình thấy họ thì lại hay có cái xu hướng đó là những cái nhân viên mà có cái chính kiến nhá. Cái này là cái mà mình quan sát được. Thường cách mà bạn thể hiện được chính kiến của mình đó là gì? Đó là bạn sẽ tích cực phát biểu trong các cái buổi meeting của phòng ban này hoặc meeting trong công ty. Thì những bạn nào mà có cái chính kiến hay đưa ra ý kiến phát biểu thì mình thấy đấy sẽ là những cái bạn mà sẽ được các cái cấp lãnh đạo họ để ý. Và khi mà đã được cấp lãnh đạo để ý rồi, bạn lại có cái thành tích công việc tốt, thì chắc chắn là cái cơ hội mà để được promotion, được thăng chức của bạn nó cũng sẽ mở rộng hơn rất là nhiều. Thì cái này chỉ là một số những cái mà mình observe được, tức là mình quan sát được trong cái thời gian mà hơn 7 năm sinh sống và làm việc tại Singapore. Thì nếu như các bạn mà thấy có cái những nét văn hóa nào mà độc đáo, văn hóa công sở độc đáo tại Singapore, ở tại nơi các bạn làm hoặc là các bạn quan sát được, thì bạn cũng có thể comment ở trong cái phần comment của video này để cùng chia sẻ cho mọi người nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi và xem video. Nếu như các bạn thấy các cái nội dung này hay, thú vị, các bạn hãy giúp mình like video này và đăng ký subscribe kênh Xê Dịch Singapore để ủng hộ thêm cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye for now.